Chào các bạn, trên hình bạn thể thấy để phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên điện thoại Huawei Mate 30. Nó là chung một sợi cáp phía dưới đuôi máy này. À quên, xin lỗi bạn, ở phía hông máy này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng volume trên điện thoại Huawei Mate 30, bấm nút được nút không chập chờn, cần địa chỉ thay mới. Thì các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Huawei Mate 30 nói chung và phần cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Huawei Mate 30 nói riêng. Thay mới vì các bạn khi cần, vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vì các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.